Hello anh em nhá, ngày hôm nay thì em lại Hello. tiếp tục lên video để giới thiệu cho anh em mình một tấm sập với kích thước khá là khủng. Tấm này thì bên em để khe cạnh tự nhiên, hiện tại thì bên em đang là sinh tế mặt dưới. Như anh em mình đang thấy thì em đang là quét lót mặt dưới cho tấm sập này. Nhìn chung tấm sập này thì cả hai mặt của nó đều rất là ok, đều không có điểm tì gì cả. Tuy là hàng phe cạnh thật đấy nhưng mà cũng phải ke nó vuông cơ bản, không để bị đô đầu. Hơn nữa thì với cái việc ke vuông như thế này, khi mà anh em mình có muốn chốt vuông lại thì bên em chỉ việc thong hai cạnh nữa thôi là sẽ được một tấm sập vuông, không cần thiết phải cong lại cái phần đầu nữa. Thì cái tấm này nó đang là phe cạnh tự nhiên. Anh em nào mà có đam mê những cái hàng phe cạnh như thế này thì anh em đừng quên là để lại cho em xin những cái nút đăng ký ở bên dưới anh em mình nhé. Quá trình hoàn thiện thì nó cũng trải qua rất là nhiều giai đoạn. Tấm này thì khi mà lúc vào á, nó gặp nhiều khó khăn bởi vì xẻ ra thì cưa đây nó bị lượn khá là nhiều. Chính vì vậy nên là khi mà vào để lấy mặt phẳng cho anh em sử dụng thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với lại những tấm khác.
thì kích thước ban đầu của nó, cái đầu mà hiện tại bên em đang đo lại rộng từ 2m3 và một đầu nó 1m83. Chính vì vậy nên là kích thước của nó hơi bị chênh lệch nhau giữa hai đầu. Bọn em quyết định là ke lại thêm một chút nữa để đấm máy nó được suôn hơn, và khi mà đi về thì kích thước nó sẽ rơi vào là 1m83 và đầu còn lại nó sẽ có kích thước là 1m98. Sự trong video thì cũng không thể nào mà quay hết cho anh em mình xem tất tần tật từng quy trình một, có rất là nhiều giai đoạn em bận đỡ, nhiều khi trong lúc mà anh em làm thì có thể là em bận việc này việc kia, hoặc là có một số cái giai đoạn đấy thì lên like nên là không thể nào mà quay lại được. Anh em cũng có thể là ghé trên like để anh em mình tham khảo, ví dụ như là cái giai đoạn mà từ cái mặt dưới để đặt lên mặt tiền, anh em nào mà muốn theo dõi thì anh em có thể là xem lại một số cái phiên like trước của em, có những cái phiên live mà em quay cho anh em mình xem quá trình lần luôn á, thì anh em có thể là tham khảo những cái buổi live đó anh em mình nhận. Hiện tại thì Vinh nó cũng đang là trà phá mặt tiền rồi. Trong cái giai đoạn này thì em cũng được bỏ đi khá là nhiều, vì khi mà trà nhám như thế này sẽ trải qua rất là nhiều những loại nhám khác nhau. Anh em trà từ nhám 360 rồi trà lên đến 240, qua khá là nhiều loại nhám khác nhau.
quy trình làm việc vất vả với bụi bặm và công việc cực nhọc thì đây chính là quá trình rất là nhiều anh em phải đứng lại để mà nhìn ngắm một vị. Sau khi tẩy xong rồi qua một vài lần nước thì được vân bộ nó nổi lên rất là đẹp, anh em cực kỳ là mê cái quá trình này. Sau khi mà quét xong nước lót đầu tiên thì lại tiếp tục là nung ra và lót tay thêm một lần nữa để cho những cái nước lót nó đất đầy hết chân tôm, thì như thế sản phẩm hoàn thiện đều lên nó mới đảm bảo là đạt được cái độ bóng cao nhất. Này thì tại đầu bên đây nó rộng là 1m98 này, bên này thì rộng là 1m83, 1m98, 1m83, chiều dày thì 18cm, dài là 3m23. Bây giờ thì anh em sẽ quét nót, quét tay anh em mình nhé, quét một nước nót tay thì anh em cùng theo dõi tiếp video anh em nhé. Này thì là nước lót tay thứ hai rồi. Nước lót tay thứ hai rồi anh em ạ. Lúc chiều thì khi nó khô thì có thể rung ra và sử dụng đến súng và phun được rồi. Vân đẹp, tấm này vân đẹp. Đầu này là 1m98 này, đầu bên này 1m98, êm lắm. Đầu cũng êm. Cạnh thì đũa trên tự nhiên nhá anh em nhá. Cạnh đũa tự nhiên thì đấy. Hàng thô. Thank you.
Anh và Vân cũng được đi chứ. Cây nó cả chục năm rồi mới nên nói cái này như như gỗ chắc rồi nó cả biết bao nhiêu năm rồi, đây là một ngàn năm tuổi rồi. Cái này cây vượng chỉ một năm hai đi. Năm để ra được một cái sản phẩm cũng kinh khủng thế đấy đúng không ạ? Thứ tư là để được rồi, khi nào mà có
khách chốt thì bên em sẽ thực hiện những cái nước nót VU khác. Còn bố và quản lý thì sẽ dừng lại cái nước nót này. Thank you.